Hello mọi người nha, lại là Phước điện thoại cũ đây. Thì gần 2 tuần rồi Phước mới ra video cho anh em xem nha. Thì xin lỗi anh em vì vấn đề là bây giờ là cửa hàng lên là đại lý rồi, nên là đa số là Phước bỏ sỉ cho mọi người bán lại thôi, nên là Phước ít ra video bán hàng. Mong anh em thông cảm. Thì hôm nay là do nhiều người yêu cầu quá nên Phước cũng lên video lại cho anh em nha. Và đây mà một số hàng rẻ lại cho anh em ha. Rồi thì cửa hàng Phước nằm ở số 33 Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành 3, Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại Zalo mua hàng là 0912731033. Rồi thì anh em ở gần thì ghé qua xem máy, anh em ở xa thì cọc giúp Phước 50.000, Phước sẽ giao máy cho anh em nha. Thì hàng tới anh em được quyền mở máy ra kiểm tra thoải mái. Ok thì anh em thanh toán phần tiền còn lại và cộng thêm 35.000 phí ship giúp Phước nha. Rồi thì bảo hành thì bao lỗi cho anh em trong vòng 7 ngày lỗi đổi máy khác nha anh em. Rồi thì đầu tiên Phước sẽ vô từ máy rẻ nhất đến mấy cao nhất ha. Thì đầu tiên rẻ nhất là có con này Z200 nè, nước kính nha anh em, mọi chức năng đều ok hết ha. Rồi con này mọi chức năng ok, nước kính nè, RAM 1 nhớ 8GB Z200, con này thì hư wifi nha anh em, sim vẫn dùng ok, con này được hỗ trợ 4G nha. Thì con này xài Zalo, Facebook, mọi chức năng vẫn ok hết nha, màn đẹp không loạn liệt nha, bao nếu mà loạn đổi máy khác cho anh em ha. Con này 230.000. Rồi tiếp theo là ở đây là cái con Bifone, thì con này nứt kính nha anh em, con này cũng bị hư wifi, xài sim ok, rồi vân tay đầy đủ. Con này bản RAM 3 và nhớ 32GB, con này Phước bán cho anh em 320.000 nha, RAM 3 và nhớ 32GB, Android 7 chấm nha. Đây là Bifone 27, mọi chức năng đều ok hết nha anh em, bao anh em không bị loạn liệt luôn nha, máy còn rất là mượt nha, đánh game cũng rất khá là ok với con này ha. Nè anh em về đè cái cường lực lên nữa là anh em xài ngon ha. Rồi không xài wifi nha anh em, nó hư wifi rồi xài sim bình thường ok ha. Đây, con này thì vẫn xài bình thường ha anh em ha. Đây, sim sóng vẫn nhận ok ha, có cục gọi nhỏ lên anh em thấy ha, một chân đều ok hết nè. Rồi Zalo, Facebook đều ok hết nha. Rồi tiếp theo đây là con Redmi 5 Lite, Mi 5 Lite bằng RAM 3 và nhớ 32GB ha. Con này nứt kính nè, chạy mực, vân tay ok, con này giá 330.000 nha anh em, RAM 3 và nhớ 32GB, con này anh em về chữa cháy là ok ha, chữa cháy nghe gọi hoặc là dùng phát wifi, YouTube và các kiểu cho con chơi đều ok ha. Này đây, cái khi sim thì anh em tại mình chưa đóng vô kịp ha. Rồi nói chung mọi chức năng đều ok nha, bao anh em xài không bị loạn liệt nha. Con này thì Phước đã bán cho anh em là 330.000 nha, về cho anh em chơi game cũng khá là ok ha, bản tại vì con này là cấu hình cao ha. Rồi 330.000. Tiếp theo ở đây Phước có một con Z2 RIM nè, con này thì một RAM 1.5, bộ nhớ 8GB, con này nứt cạnh liệt phím về 350.000. Nứt cạnh ngay đây nè anh em, mới bị liệt phím về này nè. Nè Phước anh em coi nè, nó bị liệt một phím về ha, còn phím bên này vẫn xài bình thường ha, anh em tải phím ảo về xài bình thường ha. Con này sim sóng ok, wifi ok ha, con này bán 350.000 nha. Rồi tiếp theo ở đây Phước có một con A37 màn xấu nè, anh em để màn nó hơi xấu nha. Đây là A37 màn xấu ha. Đây, hồi nữa màn nó sẽ bị ố lại nha anh em, nó phải bị ố lại nha. Nói chung là hồi nữa màn nó ố anh em sẽ thấy rõ, hồi nữa anh em trải nghiệm một xài một hồi lâu nó mới bị ố lại nha. Nói chung là mình bán màn xấu cho anh em thì mình báo trước cho anh em như vậy ha. Đó, bắt đầu màn nó xấu lại rồi nè, anh em bị để nó bị vần vần cái màn á đó. Nói chung thì mình báo cho anh em màn xấu ha, anh em là ngoại hình thì rất là đẹp ha, ngoại hình cực kỳ đẹp luôn này, RAM 2 và nhớ 16, Zalo, Facebook, TikTok ok ha. Rồi con này bán cho anh em 370.000 nha. Trước đây là con Oppo F7 này, hàng Trung Quốc nha anh em. Thì nó bị sọc ở giữa màn ha, nó sọc giữa màn này, anh em. Nó một đường sọc ở giữa màn nè, khi hiện khi không anh em. Đó đó, đây giờ nó hiện rồi nè, thấy không? Đó, với bị nứt kính ngay đây ha. Giờ con này thì chủ yếu nghe gọi chữa cháy đồ chơi chơi thôi ha. Này hàng của Trung Quốc ha, RAM 3 bộ nhớ con này khỏi nói RAM đi, thì cô chủ yếu là nghe gọi chữa cháy đồ chơi, màn sọc nứt kính 390.000 ha. Đây, nước kính ở đây còn là mọi chức năng ok ha. Rồi tiếp theo đây là có con Nokia 3 nè, Nokia 3 bản RAM 2 bộ nhớ 16GB, cũng nước kính luôn ha, 390.000 nước kính ngay đây nha anh em. Đó, ngay đây ha, với một lần ngang đường đây, một đường ngay đây nữa nè đó, mình nó hơi chói đây đó, anh em thấy rõ ha. Rồi còn lại bộ chức năng sẽ ok hết nha, con này xài rất là mượt, pin khá là trâu bò luôn ha. Nokia 3 bản RAM 2 và 16GB, con này 390.000 luôn nha. Rồi tiếp đây là con Vivo nha anh em, Vivo V5. Thì con này á là nó bị liệt ngay một dọc từ trên đây xuống này nè, từ ngay ngón tay Phước nè đi xuống thẳng dưới đây ha. Nó chỉ bị ngay đó thôi nha, còn với các phím bấm vẫn ok nha. Các bàn phím nó ra bấm vào đó vẫn bấm được nha nè, anh em thấy nó liệt không?
Còn là con này xài rất là mượt nha anh em. Vivo V5 này xài mượt lắm ha. Liệt màn cảm ứng ha. Rồi còn lại một chiếc ok. Bán 390.000 nha, máy còn rất là đẹp ha. 390.000. Tiếp theo là rẻ thì mình có cây đây. G7 2015 này, con RAM 2.16 ghi nước kính cam sau 6 nha. Còn là một chức năng ok. Đây. Nó hết pin rồi. À, một chức năng ok nha anh em. Cam sau 6 nè. Nước kính này G7 2015. Ha, còn đó 420.000, còn đây là con G530. 420.000 thôi nha anh em. Còn 420.000 Zalo Facebook đều ok hết nha, G530. 420.000 nha. Rồi, ở đây là có cây Motorola Moto 7, Moto C, RAM 2.16 GB đẹp, máy đẹp ha, mọi chức năng ok, 420.000, Android 7 chấm, anh em Zalo Facebook đều được hết nha. Rồi, mọi chức năng ok. Lên hình rất là đẹp luôn, nó nhẹ nhót rồi mắc cười lắm. Ha. Rồi. Tiếp theo đây là hai cây Oppo Neo 7, chắc anh em biết rồi ha. Oppo Neo 7 thì RAM 1 bộ nhớ 16 GB thì con này 450.000 một cây ha. 450.000 một cây. Ha. Đây, 450.000 một cây nha anh em. Rồi, con này là 450.000. Rồi, tiếp theo ở đây là có cây iPhone ha. iPhone 5G. Ha anh em ha. iPhone 5G đây là mà bản 16 GB. Thì ai lau sạch màn ố vàng một xíu, 450.000. Đây, màn ố nó nằm ở đây ha anh em ha. Mình để cho anh em coi ha. Đây. Anh em cứ vào đây là sẽ thấy kỹ về máy ha. Đây nè, đó màn nó bị ố vàng vậy thôi ha. Còn là một chức năng vẫn ok ha anh em ha. Thì mình mơ bật lên nó hay bị chớp như vậy nhưng mà vẫn bao cho anh em xài nha, không bị lỗi lầm gì nha. Rồi, tiếp theo là cái là để cho anh em 450.000 luôn nha. Oppo Neo 7 máy đẹp màu trắng màu đen thì để cho anh em 450.000 một cây luôn ha. Tiếp theo đây là G7 Rim. Xin lỗi anh em là G2 Rim. Bản 10 RAM 1.5 bộ nhớ 8 GB thì con này mọi chức năng full, máy màu hồng đẹp. Thì con này để cho anh em 450.000 luôn nha. 450.000 G2 Rim ha. Rồi, tiếp theo là cây Mi. Đây là Mi Note 4. Mi Note 4 bản RAM bao nhớ 32 GB, nước kính 490.000 ha. Máy mọi chức năng xài full. Anh em ha, mọi chức năng xài full nha. Mọi chức năng ok hết nha. Vân tay đầy đủ. Bao anh em không loạn liệt ha, 450.000. Xin lỗi, 490.000 nha. Rồi, ở đây có cây Oppo F3 Lut nè, F3 V Dup, RAM 3 nhớ 16 GB, nước kính hư nút giảm âm lượng để bán anh em 450.000 nha. Nè, nước ngay chỗ gốc này nè, với hư nút giảm âm lượng, nút tăng âm lượng vẫn xài bình thường nha anh em tại phím ảo về xài vẫn ok ha. Rồi, máy đẹp, mọi chức năng ok hết ha. Rồi, tiếp theo ở đây là cây A37. A37 này thì máy đẹp ha, đốm nhẹ gốc. Còn lại một chiếc ok, bán anh em 480 nha. Đốm nhẹ gốc là đốm ngay đây nè anh em. Đốm ngay gốc ngay đây nè. Đốm nhẹ, không ảnh hưởng gì đâu nè. Đó anh em để thấy ngay gốc nè. Còn là một chiếc ok ha, 480.000 A37. Rồi, tiếp theo đây có cây Sony màn 6XA, RAM bao nhớ 32 GB, 480.000 ha. Màn 6. Màn nó bị ố giống như cái con A37 hồi nãy vậy anh em. Họ nó bị ố một vợn bên trong luôn ha. Rồi. Tiếp theo đây là cây con đó mình bán 480.000 nha anh em. Rồi, tiếp theo đây là con Mi A2 Lite 550, RAM bao nhớ 32 GB, nước kính vỏ 6 ha. Còn lại một chiếc ok. Mi A2 Lite ha, bao cho anh em xài không loạn liệt nha. Đây, mình có một tay nên thao tác hơi khó nha anh em. Có một tay nên thao tác nó hơi khó chịu xíu, anh em thông cảm nha. Rồi, mọi chức năng ok hết nha. Rồi, máy đẹp, Mi A2 Lite 550, bao nhiêu 32 GB, vỏ 6, nước kính ha. Rồi, tiếp theo đây là con B1, Vietmark B1, RAM 1, bộ nhớ 16 GB, máy đẹp ha, giá 550.000 ha. Máy full chức năng ha, full chức năng, mọi chức năng ok hết nha anh em. Rồi, đây là con Oppo A37, con này thì máy đẹp ken luôn nha anh em. Máy này không lỗi lầm gì hết nha, này là 580.000 nha anh em. Máy đẹp không lỗi lầm gì hết nha. 580.000 ha. Rồi, ở đây là con Vietmark B3, cũng máy đẹp không lỗi lầm gì hết. Con này thì 750.000 nha anh em. RAM 2 bộ nhớ 16 GB, Vietmark B3. Rồi, tiếp theo đây là con G5, máy cũng đẹp ken luôn ha. Con này thì màn ám đẹp, giá 550 ha. Màn ám xíu, màn ám cắt ngang đường á anh em.
còn lại mọi chức năng vẫn ok hết nha. Rồi con này bản RAM 2 bộ nhớ 16GB nha anh em. Anh em nào mà muốn xem kỹ máy thì kết bạn Zalo, Phúc Phúc sẽ quay riêng máy cho anh em xem nha. Rồi ở đây là có con Z3 480.000 thì nước kính màn ám nha anh em. Nước kính này đây, còn là với màn ám, còn là một chức năng vẫn xài ok hết nha. RAM 2 bộ nhớ 16GB 480.000. Và đây là cái Oppo F1S nước kính nè, RAM 3 nhớ 32GB hư giảm âm lượng ha, 570.000. Hư giảm âm lượng, tăng âm lượng vẫn xài bình thường nha anh em. Còn lại một chức năng vẫn ok hết nha. Con này về treo game hoặc đánh game cũng rất là ok nha, ép kính là vẫn được nha anh em. Rồi, thế đây Phúc có là đây. Z5 2016 máy đẹp ha, màn cũng màn ám mà cắt ngang đường ha. Nên anh em để cắt ngang đường ha, còn là một chức năng ok hết nha. Rạng RAM 2 của 16GB Z5 2016. Con này 750.000 nha anh em. Rồi này S6 rồi, muốn giới thiệu lần trước rồi ha, con này bản RAM 3 với 32GB, dọc thủy nút home hơi nặng, giá 750.000 dọc thủy là như thế này nè anh em. Đó là như vậy thôi ha. Còn là một chức năng ok, nút home này anh em bấm nặng vô là nó mới ăn nha. Rồi, nó chỉ có vậy thôi, còn là một chức năng vẫn ok hết nha. Và con G5 này ha, con G5 thì Phước bán cho khách rồi và khách mới thu lại của khách và đổi cho khách con khác, thì con này là Phước để cho anh em lại 750.000, RAM bao nhớ 32GB, LG G5 nha. Máy rất là đẹp ha. Một chức năng thì ok hết nha. Rồi tiếp theo để con Z7 RIM bản 332GB, con này nứt kính bán anh em 850.000 ha. Con này thì không phải nói về vấn đề game thì nó quá là ok rồi ha. Chơi game rất là sướng luôn nha. Rồi, con này 850.000 ha. Rồi ở đây cũng có một con S7 thường ha, 950.000. Con này thì màn rất là đẹp nha anh em. Màn cực kỳ đẹp luôn ha. Đây, bị tróc thủy mà sau lưng nó lưng thôi, còn lại màn rất là đẹp luôn, màn cực kỳ đẹp luôn á. Rồi 950.000 con S7 đó ha. Rồi ở đây là có con Z7 RIM, thì con này bạn máy full chức năng nè, màn hơi màn có một vài có một vết đốm ở giữa. Đây anh em để nè. Đem đồ đồ sáng lên. Đây. Ha, nó bị đốm ngay cái góc này thấy không? Rồi, còn lại một chiếc ok. Pin khá là trâu bò ha. Con này để cho anh em 970.000. Rồi ở đây có mấy cây iPad, xin lỗi máy tính bảng con này thì không Zalo nè, không Facebook, ở lòng không sim, không Zalo và không YouTube đỏ được nha anh em, chỉ YouTube web hoặc là YouTube build YouTube cái màu xanh lá cây thôi nha. Con này thì máy full chức năng để cho anh em 550.000 ha. Tab 4, còn con này là con Tab 3 bản 16GB có cái book nó nè, không sim. Vẫn cũng giống như con kia, không Zalo, không Zalo, không YouTube đỏ ha. Không sim luôn. Thì con này bản máy bự hơn, con này bản 8 inch ha. Máy rất là đẹp ha, 650.000. Con này cũng vậy luôn, như con kia cũng 650.000, không sim, không Zalo, không YouTube đỏ ha. Rồi, cũng 650.000 ha. Và đây là cái Tab E. Tab E rất là bự ha. Con này thì bản con này 950.000, con này thì xài sim được, nghe gọi được ok. Nhưng con này nó khác là nếu mà anh em chịu khó bỏ tiền ra thêm 100.000 đi chạy chương trình thì con này sẽ up được lên Android đời cao, là Android 7.6 hoặc 7.7, anh em xài được Zalo, Facebook, Messenger đầy đủ hết luôn, như tất cả mọi chức năng và YouTube đỏ luôn nha. Cái này hiện tại Phước chưa chạy thì Phước để anh em giá 950, còn anh em nào muốn thì cứ xem tiền Phước sẽ chạy cho anh em nha. Hoặc là anh em mua về tự chạy hoặc để vậy là xài vẫn ok nha. Con này có sim, nhận sim ok nha. Và cái này cái iPad 2 bản 16GB có iCloud và giá 750.000, nút ngơ hôm hơi nặng nha anh em. Thì có iCloud nên anh em cứ đăng nhập iTunes vô là anh em xài bình thường, hoặc là chủ yếu để nghe nhạc, xem phim YouTube thôi ha. Thì đó. Rồi thì hàng hôm nay thì có như vậy thôi. Thì anh em nào mà cần thì ghé qua xem máy, ở xa thì qua ở xa thì cọc trước 50.000 Phú sẽ giao máy nha. Và vì là máy đợt này về thì đa số là máy dòng cỏ là nhiều nên nó không có máy đời cao cho anh em lựa chọn nhiều hơn ha. Thì với lại là clip đợt này là Phúc qua do là còn Phước mới vừa hết bệnh nên là giọng nó hơi khàn, mong có thể anh em sẽ nghe không rõ. Thì anh em cứ kết bạn Zalo với Phước và Phước sẽ tư vấn kỹ cho anh em về các mẫu máy, và anh em muốn coi con nào Phước sẽ quay riêng cho anh em coi ha. Và Zalo mua hàng Phước xin nhắc lại là 0912731033. Phước ở số 33 Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành 3, Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương nha. Rồi, anh em cảm ơn anh em đã xem video của Phước nha. Chào anh em.